Vân và hai xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì ở tập trước thì mình đã cho hai con T-Rex 7 màu nó giao phối với nhau và đẻ ra được một quả trứng này rồi các bạn. Thì hiện tại thì quả trứng này chỉ còn có khoảng 5 phút nữa thì nó sẽ nở thôi. Thì bây giờ mình sẽ làm công tác chuẩn bị để chuẩn bị nuôi nó nha các bạn. Khi mà nó nở ra thì các bạn phải lem nó ngay, nếu không thì lem nó để nó trở thành cái thú của các bạn nha các bạn. Thì mình phải chuẩn bị khá là nhiều thịt. Đây con này lên cấp rồi. Thịt ở đây thì lúc nãy mình đã lấy cái con T-Rex này mình đi đi farm rồi. Đây thịt quá nhiều luôn, khá là nhiều á, để lại một ít cho nó ăn. Bây giờ mình phải làm cái máng ăn nữa. Mình có thể là bỏ thịt vào trong người nó cũng được nha bạn, nhưng mà làm cái máng ăn thì nó sẽ kiểu như là có máng thì nó sẽ tự động ăn được. Rồi đây thiếu trăm gỗ fiber, gỗ fiber nữa. Mấy con này có không ta, mấy con này có fiber không? Đây gỗ, phải có cái metan chưa có, metan chưa nấu nữa các bạn. Đập mấy cái cây ở đó, là đập mấy cái tảng đá ở đó là nó ra rồi. Thì sau khi mà mình tí nữa mình nuôi cái con T-Rex 7 màu các bạn. T-Rex con các bạn. Giờ tí nữa mình nuôi T-Rex con xong á thì mình sẽ tem con quét vô luôn nha các bạn. Đó. Thì mình đã bắt ở mấy tập trước mình đã bắt rồi nhưng mà mình chưa hồi sinh, thì tập ngày hôm nay thì mình sẽ hồi sinh con quét vô luôn. Đó. Ở đây thì mình sẽ để cái máy ngăn ở đâu đi ta? Đâu đây, để đâu được đây, đây đi, đúng rồi, hợp lý nè. Đó mình sẽ để đây, thì sau khi để xong thì mình sẽ cho thịt vào thôi, lấy ra một ít để hồi mình bỏ vào người nó nữa. Không, khi mà mấy con thú mà nở gần cái máng ăn thì các bạn nhìn cái tên của nó, trước cái tên của nó thì nó có cái hình cái máng ăn á đó. Đó là nó đã, rồi nó đã kích hoạt rồi đó nghe bạn. Còn khoảng 2 phút nữa thôi các bạn ơi. Mình không biết sao mà cái trứng này nó giật máu nữa. Giờ chỉ còn khoảng 1 phút 40 giây nữa thôi bạn ơi. Mình hy vọng nó sẽ ra là một cái con T-Rex 7 màu con nha các bạn. Tại vì bố với mẹ của nó là T-Rex 7 màu rồi, nên vì thế là khả năng cao là nó sẽ ra là T-Rex 7 màu. Thì nếu các bạn nào chưa biết thì mình đang có dự định áp ủ, đó chính là xây dựng một cái đội quân nè các bạn có thể thấy. Đẻ nữa nè. Mình có dự định là xây dựng một cái đội quân để sau này để tấn công mấy con T-Rex hay Titan gì đó. T-Rex thì tấn công Gigan hoặc là Titan nha các bạn. Thì Gigan thì chắc chắn là có thể, một bầy T-Rex thì có thể rồi. Nhưng mà về còn Titan thì mình nghĩ là mình nên tem mấy con Gigan rồi mới có thể tấn công được mấy con Titan thôi. Mà khi mà mình chơi cái này các bạn, thì lúc trước thì mình có thấy Gigan nhưng mà dạo gần đây thì mình bay đi hoài mình vẫn không thấy Gigan. Mình không hiểu lý do tại sao nữa. Ba mươi giây nữa, các bạn thấy cái lò ấp trứng siêu to khổng lồ của mình không? Cái lò ấp trứng này gọi là lò quá to luôn á, rất to luôn. Cái này ấp được trứng Gigan luôn nha các bạn. Đó, Gigan tuổi gì với cái lò của mình.
5, 4, 3, 2, 1, nở. Wow, sinh đôi luôn các bạn ơi, sinh đôi luôn, sinh đôi luôn. Ha ha ha, ngon. Liêm nó thôi. Đó, 407, 407 nha. Hai con đều 407 hết. Máu 12.300. Ok. Ở đây. Đây với anh là mấy đứa. Đây ra đây ra đây. Sao đứng im đó rồi? Để mình đút cho nó ăn thịt nữa, quên nữa. Đút năng thịt nha. Thì các bạn phải bỏ thịt vào người đó nha các bạn. Thì ở những cấp đầu tiên thì nó, ở những cái phần cam đầu tiên thì nó chưa có tự ăn máng ăn được. Vì thế là mình phải bỏ vô người nó. Hai con luôn mới ghê đi chứ. Khá là ok đấy. Để mình làm một tấm ảnh nha. Để mình làm một cái tấm ảnh để làm cái nền video các bạn. Đó. Vậy là ok. Ok rồi. Thì bây giờ mình để tụi nó ở đây đi. Nó ấy không ta? Đó, thịt, bỏ thịt vô cho nó. Mình nghĩ là nó sẽ đi lung tung á, nhưng mà sao hiện tại thì nó vẫn chưa đi nè. Và bây giờ thì mình sẽ đi đó đó đó, nó đi rồi, nó di chuyển rồi bạn ơi. Tiếc lắm mà. Thế nào nó cũng di chuyển nên nó dễ gì nó đứng yên một chỗ. Để mình dụ nó qua cái kẹt rồi. Để mình dụ nó qua cái khu bên đây. Ui. Qua đây nè mẹ ơi. Rồi cái nó leo lên luôn kìa. Phải thì chứ. Để mình xuống mình lấy cái đại bàng mình gấp nó. Nó khi nó mà ở kích thước nhỏ thế này thì các bạn có thể lấy đại bàng gấp được nha các bạn. Chứ nó mà to lên khoảng phân nửa của con bố mẹ của nó thì các bạn gấp không được đâu. Ok ok ok, nó đi theo mình nè. Đó. Thằng này. Ok, đi đây đi mày. Hai thằng luôn. Đỡ các bạn, trứng sinh đôi. Nó lên được 10% thì nó mới có tự động ăn máng ăn được nha nha các bạn. Thì khi mà các bạn nuôi á, khi các bạn nuôi mấy con này nè thì các bạn có thể là cái thời gian á, cái thời gian mà nó lớn á thì các bạn có thể là tăng được bằng cách là các bạn mua nha bạn. Các bạn mua cái đồ chơi rồi đây đây đây, đồ chơi nè. Đó, các bạn mua mấy cái đồ chơi này thì có thể là tăng được cái thời gian của nó lớn lên. Thí dụ bây giờ khoảng 2 tiếng đồng hồ nó lớn thì các bạn mua cái Yoyo này nè thì nó tăng được gấp 2-1 lần, là còn 1 tiếng nó kiểu như vậy. Còn kẹo này là cái chăm sóc nó nha các bạn. Thì các bạn thấy thì ở dưới
cái nó có một cái áo thanh ở dưới á, các bạn thấy hiện tại là 0.0% á, là cái phần remittin này nè. Đó, cái này là cái phần chăm sóc của các bạn. Ví dụ mà khi mà nó hết cái thời gian 25 phút á, thì nó sẽ yêu cầu các bạn là nhấp vào nó, hoặc là dẫn nó đi chơi, hoặc là cho nó ăn kibble gì á, thì các bạn có thể là nhấn vào đó và làm theo yêu cầu của nó. Thì viên kẹo đó thì nó sẽ giảm cái thời gian tức thì này. Để mình làm cho các bạn xem. Thì ở trong đây thì trong nhà mình thì có mấy viên kẹo thôi. Sẵn tiện thì mình sẽ làm cho các bạn xem luôn. Đây có 6 viên nè đúng không? Mình sẽ lấy 6 viên này. Khi mà các bạn hoàn thành được hết mấy cái yêu cầu của nó thì nó sẽ tăng được 30% đam, 30% máu, 30% stamina gì á, mình quên mất rồi. Nhưng mà nó tăng được 3 cái lên 30% như vậy. Đó, khi mà mình cho nó ăn kẹo thôi các bạn không? Nó yêu cầu là nhấn vào nó nè. Đó, mình nhấn vào nó thì nó đã lên được 13%, sau đó nó kêu mình đợi khoảng 37 phút nữa. Còn con bên đây. Con này yêu cầu gì đây? Đó, cũng vào nhấn vào nó luôn. Ok. Thì có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu các bạn nào thấy hay thì các bạn hãy nhớ để lại cho mình một like và hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Mình rất là mong sự ủng hộ của các bạn dành cho mình, để giúp đỡ kênh của mình ngày càng được phát triển hơn. Bye bye và xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo nha.